Ninja làng lá, game Naruto đấu tướng 10v10 đầu tiên tại Việt Nam. Qua mỗi phiên bản khác nhau thì các game thủ sáng tạo tới từ Hàn Quốc lại cho ra lò những lối build cực kỳ lạ mắt, thậm chí là kỳ quái nhưng hiệu quả lại vượt trội tất cả. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com điểm qua top 5 lối chơi phá đảo thế giới liên minh trong phiên bản 10.17 nhé. Cassiopeia, giáp tâm linh. Được xem là vị tướng late game mạnh nhất của liên minh, nhưng điểm yếu của Cass đó là không đủ độ chống chịu ở giữa trận để trụ lại giao tranh. Trong khi đó, với tầm sử dụng kỹ năng trung bình thì Cassiopeia thường xuyên bị đe dọa bởi những kỹ năng từ xa hoặc khả năng sốc sát thương của đối thủ. Nếu mà không có đồ phòng thủ thì rất khó để xả sát thương thoải mái được. Và các game thủ thách đấu Hàn đã nghĩ ra cách dùng giáp tâm linh để tăng độ cứng cáp cho tướng này. Bản thân Cassiopeia tương tác quá tốt với giáp tâm linh khi gia tăng độ hồi phục của E, nhanh độc, lúc tung vào kẻ địch trúng hiệu ứng độc. Hơn nữa, Cassiopeia là tướng đường giữa, thường xuyên phải đối đầu với pháp sư, nên kháng phép chưa bao giờ là chỉ số thừa. Kha'Zix, tăng tốc pha. Không biết có phải những người chơi thách đấu Hàn học theo sọp hay là sự trùng hợp, chỉ biết là ngọc tăng tốc pha đang được dùng lên rất nhiều tướng đi rừng, hiệu quả nhất chính là khi được áp dụng lên Kha'Zix. Điểm yếu của Kha'Zix đó là không đủ sát thương hoặc công cụ để truy đuổi kẻ địch ở thời điểm đầu trận, vì thế người chơi muốn đi ganh thì cần phải xử lý cực kỳ xuất sắc. Ngọc tăng tốc pha sẽ giải quyết vấn đề này của Kha'Zix khi tăng một lượng lớn tốc độ di chuyển để bắt kịp con mồi, đặc biệt là sau lần lao vào đầu tiên. Điều đấy sẽ giúp cho khả năng ganh đầu trận của Kha'Zix hiệu quả hơn hẳn. Một khi có mạng thì tướng này sẽ thăng tiến sức mạnh vô cùng nhanh với chất tướng của mình. Galio, thú săn mồi. Đây là lối chơi đã được chủ tịch Faker dùng rất nhiều khi đánh rank, nên bạn có thể yên tâm nó có độ hiệu quả nhất định. Với cơ bản thì thú săn mồi sẽ gia tăng một lượng tốc chạy lớn cho Galio, khiến những pha khiêu khích kẻ địch với W là chắn Duran dễ dàng trúng hơn. Khi đó, những pha ra ganh của người đi rừng có tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, điểm ngọc này sẽ giảm độ phụ thuộc vào chiêu cuối siêu hùng giáng thế cho Galio. Ở Rangdon thì giao tranh có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, trong khi đó chiêu cuối Galio thì có hồi chiêu quá lâu. Ngọc thú săn mồi sẽ giúp bạn tiếp cận giao tranh thường xuyên và hiệu quả hơn, chứ không còn phải đợi tới tận 3 phút để chờ chiêu cuối hồi lại nữa. Về cách xây dựng ngọc bổ trợ, bạn sẽ lấy ngọc siêu cấp là thú săn mồi. Ở dòng thứ 2 thì chọn tác động bất chợt nếu muốn thêm sát thương, hoặc là vị máu nếu cần khả năng trụ đường. Dòng thứ 3 thì lấy điểm ngọc nào cũng tốt cả. Dòng cuối thì nên chọn thợ săn tài tình để giảm hồi chiêu của kích hoạt dày nhằm dùng thú săn mồi thường xuyên hơn.
Cách lên đồ của phong cách này cũng tương tự với lối chơi Galio đường giữa truyền thống. Đai lưng Hextech và đồng hồ cát là hai món đồ không thể thiếu. Quỷ thư Morello sẽ giúp bạn khắc chế những tướng hồi máu mạnh. Các trang bị khác bạn có thể cân nhắc là mặt nạ đọa đầy Landry, mặt nạ vực thẳm, trượng hư vô. Gna, ma vũ song kiếm. Mắt xích thượng cổ được xem là tướng có khả năng thả diều cực mạnh ở đường trên. Chính lợi thế này khiến Gna có tiềm năng trở thành tướng đấu tay đôi cực kỳ mạnh. Và để phát huy tối đa lợi thế này, người ta đã thử nghiệm trang bị ma vũ song kiếm cho Gna, và hiệu quả thì cao tới bất ngờ. Đương nhiên là Gna không tương tác mạnh với chỉ số chí mạng, tuy nhiên những thứ còn lại của item này thì lại quá hợp với mắt xích thượng cổ. Một nội tại không nhiều người nhớ tới của ma vũ đó là đòn đánh thường lên tướng địch sẽ tăng tốc chạy và giúp chủ sở hữu đi xuyên vật thể. Nội tại này khiến Gna có thể vừa đánh thường vừa di chuyển nhanh một cách vượt trội so với đối thủ, khiến họ bị thả diều vô cùng mạnh. Ngoài ma vũ song kiếm thì bạn không nên lên trang bị chí mạng nào nữa. Hãy cứ lên những item bình thường với Gna như búa băng, đồ chống chịu là ok rồi. Gangplank, mặt nạ đọa đầy. Mới đây, một tướng quen thuộc khác là Gangplank cũng xuất hiện với lối lên đồ siêu dị mang tên mặt nạ đọa đầy Landry. Nếu mà bỏ qua chỉ số sức mạnh phép thuật, thì mặt nạ đọa đầy cho bạn tối đa 10% sát thương cộng thêm. Đi cùng với đó là sát thương theo thời gian dựa trên phần trăm máu tối đa của đối thủ. Với những chỉ số đấy thì chiêu cuối mưa đại bác tương tác cực kỳ tốt với nội tại của item này. Bản thân kỹ năng này đã có làm chậm rồi. Nếu có nâng cấp hậu duệ tử thần thì lượng làm chậm này còn lớn hơn nữa. Nó cũng sẽ tăng sát thương cho quy, đàm phán, thứ chỉ thẳng người và không thể trượt. Khi đó bạn sẽ không quá phụ thuộc vào thùng thuốc súng mà vẫn có tác động đủ lớn trong trận đấu. Bên cạnh đó thì kỹ năng này sẽ giúp Gangplank tích điểm nội tại của mặt nạ đọa đầy cực kỳ nhanh. Bạn sẽ đạt con số 10% sát thương cộng thêm từ sớm. Chính nội tại này sẽ giúp hắn ta có lượng sát thương lớn hơn rất nhiều so với thông thường. Hơn nữa, nội tại của item kia là gây sát thương theo phần trăm máu. Vì thế Gangplank sẽ có sát thương lớn kể cả đối thủ có là tướng chống chịu. Tóm lại thì Gangplank mặt nạ đọa đầy là phong cách chơi đảm bảo lượng sát thương cho gã thuyền trưởng này. Bạn không còn quá phụ thuộc vào thùng thuốc súng mà vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong giao tranh với chiêu cuối và chiêu quy cùng hồi chiêu ngắn. Lối chơi truyền thống của Gangplank vẫn mạnh, nhưng phong cách mặt nạ đọa đầy lại là thứ dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn hẳn. Vậy các bạn nghĩ sao về những lối chơi điên rồ này? Bạn đã thử lối chơi nào chưa? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!